Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh phải làm nhanh cái đoạn clip này. Bởi vì sao? Bởi vì ba con xe này là Minh mua về và đã có khách cọc. Và Minh phải làm nhanh bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà không làm nhanh thì sợ sẽ không có cơ hội mà mình mua được ba con xe, ba cái dòng xe Nhật mà ba cái hãng khác nhau, Honda, Suzuki với lại Yamaha, ba cái hãng Nhật nổi tiếng cực kỳ. Thì mình phải làm nhanh bởi vì khách đã cọc hết rồi. Đó, đây có một cái anh chủ xe đứng sát bên luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip cho anh em kiểu như là cảm nhận của mình về ba cái con xe này, và cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho những anh em xem kênh YouTube của Minh Biker. Và bây giờ anh em coi thông số kỹ thuật của ba con xe nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về ba cái con xe này ha. Cái con đầu tiên đi thì cái con đẹp nhất. Theo mình thấy thì cái con R15V3 này là sẽ là cái con đẹp nhất về cái dãy đẹp. Nó không có gì để chê hết. Rất là đẹp, 150 phân khối. Không, 155 phân khối. Nhưng mà rất là đẹp, dáng như đàn anh 600-1000. Tiếp theo thì cái con su này. Thì con su này đã lên đồ độ rồi, ốp độ rồi, nhưng mà cái đồ dinh của nó không đẹp. Mình thấy nó nhỏ gọn, nó không đẹp. Tới con này, gọn, đầm tính, rất là đầm tính. Ngồi lên con này rất là đầm tính. Giờ ở hai con này thì hai con này là ghi đông thấp hơn. Còn cái đây là ghi đông của Sport City. Thì nó đương nhiên ngồi cái con CBR150 này thì nó sẽ thoải mái hơn. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là sẽ vào cái giá bán của nó. Giá bán của nó thì lúc nào anh Honda này cũng giữ giá luôn. Con này mua cũ giờ cũng sắm mấy triệu. Còn con này thì mình không hiểu sao nó luôn tuột giá. Tuột giá 40 mấy, 50 mấy. Còn con này thì vô chừng lắm, tùy xe. Có xe 50 mấy, có xe 6 mấy.
Đó là mình nói về cái giá của xe cũ mà anh em chơi nhượng lại. Về cái mà công nghệ thì đương nhiên R15V3 này ăn đứt hai con kia, bởi vì nó có công nghệ Flipper Plus chống trượt nè, VVA nè, thì đó con R15V3 này thì nó ăn đứt hai con kia. Rồi có phụ upside down nữa, anh em thấy chưa, rất là ghê. À, cái điều mà anh em muốn nghe nhất đó là về phần tiêu hao nhiên liệu. Thì tiêu hao nhiên liệu của cái em R15V3 này á, nó đang nằm mức là 2.0, có nghĩa là 50 cây một lít xăng, rất là tiết kiệm xăng luôn, rất là ngầu. Đây, về chiều cao thì 1m7, 1m6 vẫn có thể ngồi bình thường. Thì bây giờ mình sẽ mời Jin X 1m62 vô ngồi thử nha. 1m63, ok, 1m63, ngồi thử R15. Ngồi, ngồi đi. Đó, có sẵn mẫu cho anh em, kiểu như là những anh em có chiều cao như thế nào đó, 1m63 ngồi. Ok, những anh em 1m6 thì sẽ hơi nhón. Những anh em 1m65, 1m67, 1m68, 1m65 trở lên là rất là thoải mái. Rồi, không bàn vấn đề nữa, con xe rất là tuyệt vời, ghi đông rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần con su 150 này. Thì con su này có kiểu dáng rất là nhỏ gọn, sẽ dành cho những anh em 1m6 đổ xuống. Đâu, mời em vô ngồi. Người mà đã liên hệ mình để mua cái con xe này 1m6 đúng không? Thì theo mình đánh giá, mình đã từng cầm con xe này để chạy tour rồi, thì nó rất là mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong ba con, mạnh nhất trong ba con luôn. Nhưng mà có một cái là nó nhỏ, với lại mình không hiểu sao phụ tùng của con này nó mắc, phụ tùng của con này á, nó mắc hơn hai con này luôn, nó mắc hơn hai con này. Anh đã từng sửa chữa những con này á, thì thấy đi mua phụ tùng này mắc hơn. Ví dụ như chén cổ con này á 300 mấy chục ngàn, mà chén cổ con này á có 70 mấy ngàn. Nó mắc, phụ tùng su mắc nhưng mà máy rất là ok. Với lại cái con su này nó sẽ hao xăng hơn. Con su này nó nằm ở mức 40 cây một lít. Đó, nó hao không đáng kể đâu, nhưng mà nó hao hơn hai con này. Thì em là 1m6 thì đây 1m6 đến Minh tư vấn là anh Minh ơi, em 1m6 phải mua con nào? Anh thấy con này là anh lụm liền, hợp với dáng ảnh, chạy rất là sướng đúng không? Chạy rất là đã, rất là ngọt đúng không? Thì con này đã lên độ là upside down rồi, cơ bản nó không có upside down. Thì con xe su á mình không hiểu sao thì nó bị tuột giá. Đấy, thì đó nó cũng mắc lắm, nó có smart key. Nó hơn hai con này là nó có smart key. Thì anh em lựa chọn. Mình cái đó là cái cảm nhận của mình thôi. Rồi tay tới cái em CBR 150R. Jinx, qua đây ngồi nè. Con này thì rất là đầm tính, Honda mà siêu bền. Nhưng mà nó không mạnh, nó cũng không bốc. Nó không bốc như con này, nó cũng không mạnh như con này. Nó bình vậy đó. Nó như là một chai, một chàng trai 30 tuổi vậy đó. Còn bên đây là ngựa non háo đá, còn bên đây là kiểu như thể thao, thời trang. Bên đây là mạnh, bên đây là cực mạnh. Leo lên là chỉ muốn phóng thôi. Con su nè, 150 rồi, nó là không có đối thủ luôn. Về cái tốc độ, theo mình cảm nhận là vậy. Em ngồi con xe này cảm thấy như thế nào? Lùm á, em ngồi nè, không nhón luôn. Không nhón luôn, thì con xe này nó thấp. Nhìn vậy nó thấp nha mọi người. Cỡ 1m6 là ngồi, 1m58, 1m55 ngồi cũng được nữa. Thì nó là ghi đông Sport City, thì ngồi rất là thoải mái. Nó hơi chồm hơn cái dòng nách một cái đâu. Hơi chồm hơn cái con MT15 của em một xíu. Thì con này, mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 49 cây một lít, đó là mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của cái con xe này mình đang giới thiệu cho mọi người. Ở trên bảng đồng hồ nó có hiện luôn, đó là 49 cây một lít. Thì nó cũng tiết kiệm xăng, thì nó không bốc, nhưng mà mình nghĩ là về cái độ bền thì con này nó sẽ hơn hẳn hai con này đó. Đó là cái nhìn của mình về cái ba con xe này. Anh em có muốn nhìn gì nữa không? Về cái phần ống xả, thì mình thấy cái phần ống xả là con CBR đẹp nhất. Quay qua phần ống xả cho anh em coi nè. Cameraman gì lười biếng à. Quay phần ống xả nè. Trời hơi mưa nha anh em, cố gắng quay cho anh em xem hết clip. Phần ống xả đẹp nhất. Ống xả này nó hơi bị bự đúng không? Nó bị tè ra. Đó. Rồi về ống xả này, đẹp nhì. Con này theo anh thấy đẹp nhì. Phần đuôi con này là anh thấy đẹp nhất nè. Phần đuôi con này đẹp nhất, giống R1. Còn cái đuôi Vin này á,
mình phải làm bản số đúc gầm thì nó sẽ đẹp hơn. Cái đuôi mình thấy nó hơi to so với con xe đúng không? Nó to, nó là xi nhan nó không có đẹp. Mình thích là mình thích cái phần xi nhan của Honda bây giờ nè, rất là cải tiến, rất là đẹp, gọn ha. Nhìn rất là gọn gàng, kể cả cái bát biển số zin nó vẫn gọn gàng. Cái đuôi thì nó gọn. Nói chung con này là giống như nó có thể nói là cái con này là một cái con mình có thể đi lại trong phố rất là thoải mái. Con CBR 150 này. Còn Honda mà nồi đồng cối đá bền lắm anh em. Đó là những cái cảm nhận của mình. Nếu như mà đi tour ba con nha thì con này là dí là chắc hai con này chạy không lại đâu. Con này đi tour mạnh lắm nhưng mà nó sẽ hơi mỏi. Nó mỏi lắm, với lại cái ghi đông nó rất là nhỏ, ghi đông zin của con này á, con này đã được thay bộ ghi đông rồi. Cái ghi đông zin của nó thắng á, nó hơi bị, nó nhẹ lắm, nó hơi bị đảo, đúng rồi, em nói đúng á, nó hơi bị đảo. Còn con này cực kỳ đầm nè, đi tour ngon lắm luôn á, cảm giác như con này đi tour ngon. Nhưng mà nó sẽ hơi mỏi nha. Nhưng mà cái ghi đông của nó đầm lắm, chạy sướng, phục upside down nữa, chạy phê lắm luôn. Thì đó là những cái cảm nghĩ của mình về ba cái con xe. Còn anh em thích xe nào comment bên dưới cho mình biết nha. Fan xe nào thì chọn xe đó. Nhiều anh em hỏi thì là mình muốn lựa chọn một chiếc xe phù hợp với bản thân. Thì đây là những người vô chia sẻ luôn nè. Đây, vô đây. Em đó là Vinh Cường. Vô chia sẻ thực tế luôn. Mình là những cái thực tế nhất. Thì đây là lúc đầu là nói với mình là thích R15V3. Bởi vì nó đẹp, nó ngầu, công nghệ. Nhưng mà mình phải lựa chọn mỗi con xe đúng cái khả năng của mình, đúng không? Đúng. Thì mình đã tư vấn qua một cái con SU, bởi vì nó phù hợp với chiều cao, nó gọn, với lại bây giờ em chạy em cảm thấy thích liền, đúng không? Đúng. Sau khi anh tư vấn thấy thích liền. Ví dụ như anh là một người mà bán xe mà anh muốn bán được chiếc xe đi, hôm bữa chiếc xe R15 màu đen đó, thì anh kêu em mua đi, đúng không? Đúng. Nếu như một người không tư vấn có tâm là sẽ kêu em mua đi, thì sau khi em mua con này em thấy là quên con R15 liền, đúng không? Tại vì nó hợp với mình chứ không phải là có tiền là chạy được xe đâu. Mình phải hợp với mình chứ bây giờ em chạy con này lỡ em chống chân có chuyện gì thì sao? Đúng rồi. Với lại anh cũng không thích mà mình phải hạ phục nhiều. Dạ. Đúng không? Thì sao có con này mình không chọn? Có con này thì mình chọn con này hợp với mình quá hợp rồi. Dạ. Thì đó là người thật việc thật, là chúng ta phải chọn một chiếc xe sao cho phù hợp với mình nhất. Để mình đi lại hàng ngày mình đi rất là nhiều. Chứ mình chọn một chiếc xe mà không phù hợp là mình sẽ mau chán. Ví dụ anh mà đưa cho em chiếc con R15 màu đen là đảm bảo là anh Minh ơi bán giùm em đi. Đúng, chính xác đó. Thì anh em, đó là một cái clip để chia sẻ nhỏ nhỏ thôi về cái cảm nghĩ của mình về cái ba con xe. Thì đương nhiên cái clip này nó sẽ thiếu, nó không có nhiều. Tại vì một cái clip gói gọn chỉ 10 phút, mười mấy phút thì nó không thể nói hết được về cái tổng quan của ba con xe. Ba con xe này mà nói là rất là nhiều clip mới có thể nói được hết luôn á. Thì mình chỉ nói là về cái vấn đề giá tiền, chiều cao, tiêu hao nhiên liệu, phụ tùng thay thế như thế nào cho anh em hiểu hiểu cơ bản thôi đó. Thì cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, và anh em nhớ thấy hay á thì nhớ like và subscribe cho kênh của Minh nha. Thì nhiều anh em hỏi cái dòng nón rẻ tiền. Ok, hôm nay mình có một cái dòng nón rất là rẻ tiền, mình đổi thử cho anh em xem, chỉ có 450 thôi. Anh em muốn mua thì có thể inbox cho Minh. Đây có 450 thôi, 480, nhưng mà mình muốn bán 450 cho anh em cho nó gọn đó mà. Thì đây, đổi thử cho anh em. Thì cái nón này thì ví dụ mà nó mất á, thì nó không có, mình kiểu như sao ta, đỡ sót. Với lại đội đi trong thành phố đồ chống gió chống bụi cũng ngầu. Màu đen gọn, đây đổi thử làm mẫu. Thấy sao? Thấy có ngầu không? Rất là gọn đó. Rất là gọn luôn. Đội chống mưa chống bụi, với lại cái nhựa này anh thấy rất là ok. Nhựa này thấy rất là ok. Thì nhập số lượng lớn về cho anh em đội. Nói chung mình đội những xe nhỏ mình đội cái này được rồi. Hoặc là mình đi xe lớn á, mình đội cái này đi lại trong thành phố cho nó gọn, nó nhẹ lắm. Nó nhẹ lắm camera. Nó nhẹ hiu à, nói chung là rất là nhẹ. Đó, chừng nào mình đi tour bạo lực hay là gì đó thì mình đội cái nón này. Nón này thì mấy triệu. Nón này thì nặng, nón này nhẹ thì nó gọn, với lại mình đi ăn đồ thì nó mất nó không tiếc. Với lại mình đội có mấy trăm ngàn, mình đội lỡ dơ quá thì chày quá thì mình bỏ luôn. Nhưng cái nón này thì mắc, lỡ mà ra bị mất tiếc lắm.
Còn cái nón này nón ngành nè, Hân nó khoái cái nón này lắm. Nó gọn nhưng mà cái mẫu này bây giờ không có còn nữa. Mẫu này bây giờ không có còn nữa, này hồi xưa là chị Minh bán nón bảo hiểm tặng cho Minh á, cái mẫu này không còn ở đâu. Nay hình như chỉ có cái duy nhất luôn. Đó, là nón này. Mà cái nón này rất là thoải mái, gọn đẹp. Đi mấy xe nhỏ đi quay đồ nè, đội rất là gọn luôn. Kính này là chống chói rồi, nó không phải là kính đen nha, nó chống chói, màu khói chống chói, chống tia tùm lum hết đó, tia UV nó chống rất là nhiều. Đội rất là thoải mái ha. Đầu anh đội vô anh thấy cái nhẹ đó. Nhẹ ok. Rồi, vậy nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, thì có mua nhớt mua nón gì đó thì anh em cứ liên hệ tôi ship toàn quốc. Rồi, bye bye mọi người nha.